Tất cả quý anh chị và cô bác nhé. Hôm nay em lại lên một em bình Cutani mọi người. Họa tiết đây là hoa mẫu đơn này. Vậy nói chung là mình cũng không biết hoa gì hoa gì. Họa tiết vẽ hoa và một đôi chim chỉ mọi người. Đấy, đây là một cặp chim chỉ. Họa tiết đây mọi người. Bình này thì họa tiết thì là nó đơn sơ hơn nhưng mà nó vẽ gần như kín bình mọi người. Được 2 phần 3 của bình. Để em quay, để ở đây em quay cho mọi người xem. Anh nhớ em quay từ chỗ này cho mọi người xem. Đấy. Bình này thì họa tiết là nó cũng tương đối nhiều ấy mọi người ạ. Bình này là bình Cutani nhé mọi người nhé. Bình này lành típ 100% luôn. Họa tiết ở đây bây giờ em sẽ đo kích thước cho mọi người xem. Chiều cao của nó là 26 mọi người nhé. Chiều cao 26. Chiều cao 26 miệng của nó. Miệng vẽ vàng. Miệng của nó 12 mọi người nhé. Miệng vẽ vàng 12. Vòng bụng của này là khá là to đấy. Vòng bụng này chắc phải tầm 70. Vòng bụng của em bình này là 91 mọi người nhé. Đây, 91. Vòng bụng 91. Triện mộc đầy đủ. Đây, em quay cho mọi người xem triện. Đây, triện Cutani nhé mọi người nhé. Triện Cutani. Đây, họa tiết ở dưới. Ở dưới bình này thì là nó có vẽ họa tiết vòng quanh nữa. Đây, em quay trên cái miệng này vẽ vàng nha mọi người nha. Mọi người ai mà muốn mua em bình này thì mọi người cứ liên hệ với em qua Zalo theo số điện thoại là 0962 949 668 nhé mọi người nhé. Bình bên trong sạch tưng luôn mọi người ạ. Rồi, em xin phép em kết thúc video đây mọi người. Ai mà muốn mua thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 nhé mọi người nhé. Thôi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nhé. Thôi xin bye bye.